Xin được phép bắt đầu. Xin cảm ơn và xin chào mừng tất cả các mọi người đã tham dự webinar ngày hôm nay với chủ đề là thông số tổng carbon hữu cơ trong quan trắc nước thải liên tự động liên tục. Tôi tên là Lý Hoàng Huy, là quản lý phát triển ứng dụng từ H sẽ trình bày nội dung. Ngoài ra thì sẽ có các quản lý phát triển thị trường từ H cũng sẽ hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến các câu hỏi. Nội dung trình bày sẽ khoảng 45 phút và 15 phút giải đáp thắc mắc. Trong suốt thời gian webinar thì mọi người sẽ có thể đặt câu hỏi ở trong khung chat và các câu hỏi này sẽ được thảo luận và giải đáp ở cuối chương trình. Nội dung webinar này sẽ được lưu lại. Chúng ta bắt đầu. Thì về nội dung của webinar sẽ bao gồm là đầu tiên xin phép giới thiệu sơ lược về trạm quan trắc nước thải tự động liên tục. Sau đó xin phép đi qua về việc quan trắc chỉ tiêu hữu cơ hiện nay đang sử dụng cái giá trị là giá trị COD, là giá trị thường xuyên được sử dụng ở hầu hết các trạm quan trắc nước thải tự động liên tục, và thảo luận về những cái mặt hạn chế của cái giá trị COD này, và từ đó đề xuất cái giải pháp là sử dụng cái thông số TOC tổng carbon hữu cơ là thông số thay thế. Sau đó cuối cùng sẽ tiến hành đi đến giải đáp câu hỏi và trả lời. Thì đầu tiên xin phép đi vào trạm quan trắc nước thải, xin phép đi vào một số những thông tin sơ bộ. Thì một số thông tin liên quan đến quy định và hướng dẫn, thì có hai thông tin quy có hai hai cái tài liệu hướng dẫn liên quan đến cái việc quan trắc nước thải tự động liên tục. Thì quy định cái tài liệu đầu tiên nó sẽ là Nghị định 08 năm 2022 của Chính phủ. Thì cái nghị định này liên quan đến một số điều liên quan đến luật bảo vệ môi trường, thì mình sẽ chỉ tập trung vào cái phần liên quan đến quan trắc nước thải tự động liên tục thôi. Thì trong cái phụ lục 18 của nghị định có ghi rõ về, có hướng dẫn về các thông số quan trắc chính của hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục tùy theo từng ngành nghề lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Thì 6 thông số chính cơ bản nó sẽ bao gồm là lưu lượng đầu vào đầu ra, pH, nhiệt độ, TSS, COD hoặc TOC là hai thông số có thể sử dụng một trong hai trong cho cái việc quan trắc chất hữu cơ nước thải, và sau đó là amoni. Đó là 6 thông số chính cần thiết mà hầu như các trạm quan trắc nước thải nào cũng sẽ cần thiết phải tiến hành theo dõi và quan trắc. Cái tài liệu thứ hai liên quan nó sẽ là thông tư 10 năm 2021 của Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn về việc lắp đặt các trạm quan trắc nước thải tự động liên tục. Thì đối với lại trạm quan trắc nước thải tự động liên tục thì sẽ có 11 chỉ tiêu liên quan, sẽ có là 6 chỉ tiêu trong cái nghị định 08. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm là tổng phốt pho, tổng nitơ, TOC và tro dư, đó là những cái chỉ tiêu liên quan. Thì đương nhiên là tùy thuộc vào từng ngành nghề, từng dự án mà có thể có những cái chỉ tiêu liên quan bổ sung. Thì trong cái thông tư 10 này cũng quy định về các thông tin liên quan đến những chỉ tiêu này, bao gồm là độ chính xác, độ phân giải và yêu cầu về thời gian đáp ứng, tức là thời gian phân tích của từng chỉ tiêu cụ thể theo như cái bảng hiển thị trên hình. Thì đối với lại cái giải đo thì thông thường đối với lại các trạm quan trắc sẽ tham chiếu ở cái giải đo quy định ở bên trong cái QCVN 40, tức là xả thải cho nước thải công nghiệp. Đương nhiên là tùy thuộc vào từng ngành nghề sẽ có thể áp dụng những cái quy chuẩn QCVN khác nhau, nhưng mà đa phần các dự án có thể sẽ sử dụng đến cái QCVN 40 năm 2021 này, 2011 này. Đây là một cái trạm quan trắc nước thải 11 chỉ tiêu cơ bản dựa trên thông tư 10 năm 2021 của Bộ Tài nguyên Môi trường và các giải pháp mà H có thể cung cấp cho trạm quan trắc này, bao gồm là các dạng đầu dò khác nhau. Để các dạng đầu dò khác nhau để phân tích các chỉ tiêu cơ bản, bao gồm là lưu lượng pH, amoni, TDS và COD, Cro-U. Ngoài ra thì một số những cái chỉ tiêu bổ sung có thể có liên quan đến những cái dự án đặc thù, thì mình sẽ có đến cái chỉ tiêu liên quan đến độ màu TN, TP, tức là tổng nitơ và tổng phosphor, TOC thì H đều có những cái giải sản phẩm tương ứng phù hợp đáp ứng cái nhu cầu phân tích cho trạm quan trắc nước thải tự động liên tục. Ngoài các thiết bị phân tích thì sẽ có hướng dẫn từ thông tư 10 là các trạm quan trắc đều sẽ cần phải có cái máy lấy mẫu, thì H cũng có cái giải sản phẩm tương ứng. Tất cả các thông số phân tích
các dữ liệu phân tích sẽ được truyền về các sở tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường thông qua data logger cung cấp. Thì đây là điển hình một cái trạm quan trắc nước thải và hầu hết các sản phẩm mà HCOI cung cấp cho ứng dụng này. Thì trong đây nó cũng đã bao gồm 6 chỉ tiêu cơ bản, và hầu như hiện tại các trạm quan trắc mà H cung cấp cũng như các trạm quan trắc hiện tại trên thị trường hầu như đều sử dụng những cái dạng đầu dò để tiến hành phân tích. Đây là ảnh minh họa về một hệ thống, một trạm quan trắc nước thải cơ bản. Mình sẽ có là bao gồm là nhà trạm, các tủ lấy mẫu, tủ điện, truyền tín hiệu và máy lấy mẫu. Các thiết bị một trạm quan trắc thông dụng cơ bản thì thường sẽ sử dụng những cái dạng đầu dò và sử dụng cái thùng chứa mẫu là làm cái phương pháp phân tích gián tiếp, tức là mình sẽ tiến hành mình hút mẫu ở cái vị trí xả thải cho chạy liên tục vào trong buồng mẫu, và các đầu dò sẽ được cắm vào trong buồng mẫu và tiến hành phân tích liên tục. Và đối với lại ứng dụng quan trắc nước thải liên tục này thì hầu như các dự án hiện tại đều đang sử dụng những cái dạng cảm biến đầu dò. Thế thì các dạng cảm biến đầu dò này thường sẽ có những cái điểm lợi là dễ dàng lắp đặt, thường sử dụng những cái phương pháp đo nhanh quang học nên là sẽ có những cái thời gian phân tích nhanh chóng phù hợp với lại cái yêu cầu từ thông tư. Ngoài ra thì không sử dụng hóa chất cũng là một cái điểm mạnh liên quan đến cái việc vận hành và bảo trì trạm quan trắc. Nhưng cũng có những cái điểm bất lợi, những điểm hạn chế từ việc phân tích nồng độ ô nhiễm nước thải từ những cái dạng đầu dò đơn giản này, đặc biệt là cái chỉ tiêu COD trong cái đầu dò sử dụng cái nguyên lý hấp thụ quang phổ UV là cái đầu dò hiện tại sử dụng rất phổ biến. Đối với lại H cung cấp thì sẽ là dòng UVAX SC. Các hãng khác trên thị trường cũng sẽ có những cái dạng đầu dò phân tích COD bằng phương pháp quang học tương ứng. Thế thì điểm hạn chế của những cái dạng đầu dò này, đặc biệt là chỉ tiêu COD, nó có những cái điểm hạn chế nào không phù hợp thì mình có thể đào sâu trong những cái slide tiếp theo. Thì mình sẽ đi vào quan trắc chỉ tiêu hữu cơ COD. Hiện tại là cái giá trị thông số COD vẫn là cái thông số chủ đạo đang được sử dụng rộng rãi cho việc quan trắc chất hữu cơ của những cái vị trí nước xả thải. Thế thì mình sẽ đi qua phương pháp phân tích COD để biết là có những phương pháp nào phân tích COD. COD sẽ có phương pháp phân tích trực tiếp, tức là sử dụng một cái phương pháp phân tích bằng chuẩn độ hoặc so màu sau quá trình oxy hóa bằng dung dịch axit và kết hợp với kali dichromat. Thì đối với lại cái tác nhân oxy hóa thì có thể có những cái tác nhân oxy hóa khác, ví dụ như là permanganate hoặc là UV chẳng hạn. Nhưng hầu hết cái phương pháp tiêu chuẩn vẫn là sử dụng axit và kali dichromat nhằm cung cấp được cái giải pháp oxy hóa mạnh và nhanh chóng. Thế thì trong phòng thí nghiệm hầu như là đây là phương pháp phân tích COD trực tiếp và chủ đạo là phương pháp tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm. Thì đối với lại H cũng cung cấp những cái dòng thiết bị phân tích COD trong phòng thí nghiệm là những cái dòng máy quang phổ kết hợp với lại bộ phá mẫu và hóa chất oxy hóa dichromat đi kèm cho mục đích phân tích COD trong phòng thí nghiệm. Ngoài ra thì đối với lại phân tích online thì mình cũng có những cái dòng máy H và các công ty khác trên thị trường đều có cung cấp những cái dòng máy phân tích COD bằng cái dựa trên cái nguyên lý phân tích phòng thí nghiệm là sử dụng axit và kali dichromat. Thế thì tính chất của những cái phương pháp phân tích này nó có những cái tính chất nào? Thì đây là phương pháp tiêu chuẩn phòng thí nghiệm phân tích chỉ tiêu COD. Do là đây là phương pháp tiêu chuẩn cho nên là mình cũng có thể vì lý do này mà mình áp dụng luôn cái giá trị COD từ phòng lab ra mục đích phân tích online. Thì do đó khi mà sử dụng trực tiếp giá trị COD này ra online nó sẽ có những điểm bất lợi. Phương pháp phân tích COD trực tiếp bằng dichromat thì thường thường sẽ có thời gian phân tích trong phòng thí nghiệm là từ 2 đến 3 giờ. Đối với lại cái dòng máy mà đáp ứng nhu cầu phân tích online thì có thể tăng cái thời tăng cái nhiệt độ và tăng cái hàm lượng hóa chất sử dụng để giảm cái thời gian phân tích cho phù hợp với phương pháp phân tích online. Thì cái thời gian phân tích của những cái dòng máy online đo COD nó cũng sẽ kéo dài khoảng 45 phút và nó cũng gọi là không phù hợp với lại cái nhu cầu phân tích online cần thiết phải có cái thời gian phân tích ngắn. Phương pháp này sử dụng hóa chất nguy hại là kali dichromat và xúc tác bạc và thủy ngân. Một số những cái mẫu nước mà chứa hàm lượng muối cao thì sẽ cần phải
sử dụng nhiều các xúc tác bạc và thủy ngân, tại vì bạc và thủy ngân được sử dụng để tiến hành kết tủa clorua nhằm loại bỏ những cái tác nhân gây nhiễu kết quả COD. Cho nên là đối với những cái mẫu nước mà nhiễm mặn hoặc đặc biệt là các mẫu nước biển, nếu muốn phân tích chỉ tiêu COD này thì sẽ cần phải sử dụng rất nhiều những cái hóa chất xúc tác bạc thủy ngân độc hại. Ngoài ra vốn dĩ sử dụng kali dichromate cũng là một loại hóa chất độc hại rồi. Cho nên là việc phân tích trong phòng thí nghiệm với lại cái tần suất nó ngắn thì có thể đáp ứng, nhưng nếu áp dụng hoàn toàn cái phương pháp đo này cho việc phân tích online thì cái lượng hóa chất nguy hại cần sử dụng nó sẽ rất nhiều và nó cũng ảnh hưởng đến cái việc xả thải hóa chất nguy hại. Ngoài ra thì thời gian phân tích trực tiếp giá trị COD nó cũng sẽ cao hơn. Và cái phép phân tích COD nó sẽ bị nhiễu bởi nồng độ mặn. Thì như vừa nói là cái hợp chất dichromate nó ngoài tác dụng với lại chất hữu cơ, nó cũng tác dụng với lại cái hàm lượng clorua ở bên trong mẫu nước. Cho nên là nếu như mà nồng độ clorua quá cao thì nó sẽ gây nhiễu rất nhiều cái kết quả phân tích COD. Cho nên hầu như là đối với lại những cái nước nhiễm mặn và đặc biệt là nước biển thì sẽ không thể áp dụng cái phương pháp phân tích COD trực tiếp bằng dichromate này. Một số chất hữu cơ như là hydrocarbon thơm, đặc biệt là trong cái lĩnh vực liên quan đến ứng dụng liên quan đến dầu khí chẳng hạn, có những cái thành phần hydrocarbon thơm thì các thành phần hữu cơ này hầu như không bị oxy hóa đáng kể bởi dichromate, do thực tế cái tác nhân oxy hóa bằng dichromate này nó cũng có mặt hạn chế về cái khả năng oxy hóa. Cho nên là đối với lại một số những cái hydrocarbon thơm thì có thể cũng không bị oxy hóa bởi dichromate và dẫn đến sai lệch kết quả phân tích. Cho nên hầu như các lĩnh vực liên quan đến nước thải mà liên quan đến dầu khí có chứa hoặc những cái thành phần mà có chứa hydrocarbon thơm cũng hạn chế sử dụng cái chỉ tiêu phân tích COD bằng dichromate này. Cho nên về cơ bản là đây là phương pháp phân tích với thời gian phân tích dài và sử dụng hóa chất nguy hại, nên có thể nói là không phù hợp để sử dụng cho mục đích phân tích tự động liên tục với cái yêu cầu phân tích chỉ dưới 15 phút. Về chỉ tiêu phân tích COD, ngoài cái phương pháp phân tích trực tiếp thì hầu như trên thị trường đang sử dụng cái phương pháp phân tích gián tiếp thông qua những cái đầu dò quang học, đó là đầu dò phân tích độ hấp thụ tia UV ở bước sóng 254 nanomet và xuất ra giá trị đo là giá trị SIC viết tắt của Spectral Absorption Coefficient với đơn vị là mét mũ trụ một. Thì đây là phương pháp gián tiếp do các đầu dò này phân tích độ hấp thụ quang phổ chứ không phải là phân tích trực tiếp giá trị COD, BD hoặc TC, và cái giá trị thông số trực tiếp thu được là thông số SIC với cái đơn vị là mét mũ trụ một. Thì mình có thể sử dụng cái giá trị này để tiến hành tính toán tương quan ra giá trị COD, BD hoặc TC, tức là mình có thể tùy chọn cái thông số mong muốn tính toán. Vì các bạn này nó chỉ là đo SIC thôi, và mình muốn tính toán ra COD thì mình sẽ cần phải nhập cái giá trị quy đổi tương quan ra COD hoặc là TC hoặc là BD tùy theo. Thì đối với H thì H cung cấp cái dòng là dòng UFAX, và dòng máy này phân tích trực tiếp giá trị SIC chứ không phải là COD, và cái đơn vị là mét mũ trụ một. Thì hầu như trên thị trường đối với lại các hãng mà cung cấp những cái dạng đầu dò phân tích COD mà công bố là không sử dụng hóa chất thì hầu như đều cùng một cái nguyên lý phân tích là phân tích trực tiếp giá trị SIC mà thôi, chứ không phải là giá trị COD trực tiếp như phương pháp dichromate trong phòng thí nghiệm. Thì để có được giá trị COD thì mình sẽ cần phải xác định cái tỷ lệ tương quan giữa COD và SIC. Thì việc xác định tỷ lệ tương quan này bằng cách là tiến hành sử dụng đầu dò để phân tích giá trị SIC của mẫu nước, và sau đó mình tiến hành lấy mẫu nước đó và mình tiến hành phân tích trong phòng thí nghiệm giá trị COD bằng phương pháp phòng thí nghiệm, tức là phương pháp sử dụng dichromate. Thì lại quay ngược trở lại bài toán là mình lại cần phải sử dụng cái phương pháp phòng thí nghiệm để tiến hành sử dụng hóa chất dichromate để tiến hành phân tích COD. Thì về bản chất đầu dò này là đầu dò phân tích SIC, cho nên là nếu như mình sử dụng để quy đổi giá trị COD thì mình lại vẫn phải quay ngược trở lại cái việc là tiến hành lấy mẫu nước và tiến hành đo giá trị COD để xác định cái tỷ lệ tương quan COD ra SIC, và sau đó mình nhập giá trị này vào trong máy, và sau đó máy sẽ dựa trên cái giá trị SIC thu được tính toán ra cái giá trị COD mong muốn gián tiếp.
Thì thực tế là SAC và COD đều là hai cái giá trị sử dụng để định lượng nồng độ hữu cơ ở trong nước, cho nên về bản chất nó cũng có cái tính tương quan, tức là COD nếu như mà thấp thì SAC thấp thì COD nó cũng sẽ có khả năng là thấp, và SAC cao thì COD nó cũng có khả năng là cao, cho nên là nó vẫn đâu đó nó có cái tính tương quan giữa hai chỉ tiêu này, và mình vẫn có thể tiến hành tính toán tương quan. Nhưng tương đối, tức là để nhằm mục đích xác định xu hướng, tức là xác định là hàm lượng chất hữu cơ bên trong mực nước nó có thể đang thấp đột biến hoặc cao đột biến, và sau đó mình sẽ tiến hành phân tích đối chiếu phòng thí nghiệm với cái kết quả phân tích chính xác để cho ra cái giá trị chính xác COD. Còn nếu mong muốn sử dụng cái đầu dò SAC này để cho ra cái kết quả COD chính xác thì nó sẽ có một số điểm giới hạn. Thì đâu là điểm giới hạn? Mình sẽ đi qua một số những cái thông tin kia về tính chất của cái phương pháp này. Các đầu dò phân tích SAC thì mình sẽ có cái thời gian phích ngắn, do nó là đầu dò quang học, nó không sử dụng hóa chất, không có cái quy trình oxy hóa, cho nên là cái thời gian phân tích nó ngắn, dưới 1 phút, hầu như là đáp ứng với lại cái nhu cầu phân tích theo như thông thường, và không sử dụng hóa chất. Đây cũng là một cái điểm mạnh liên quan đến cái việc vận hành thiết bị. Nhưng bù lại nó sẽ có những điểm bất lợi liên quan đến độ chính xác của cái phép quy đổi SAC sang COD. Thì như trình bày là cái đầu dò này là đo giá trị SAC chứ không phải là đo COD, cho nên để có được giá trị COD thì mình sẽ cần phải tiến hành mình xác định cái tỷ lệ tương quan, tỷ lệ quy đổi giữa SAC qua COD thông qua việc lấy mẫu và phân tích phòng thí nghiệm. Điểm bất lợi thứ hai của cái phương pháp phân tích đo áp lực quang phổ TUV này nằm ở chỗ là TUV H54 này sẽ chỉ bị hấp thụ bởi một số thành phần chất hữu cơ thôi, không phải tất cả các hợp chất hữu cơ đều hấp thụ TUV. Điển hình là các chất hữu cơ dạng đường hoặc rượu thì sẽ hầu như không hấp thụ TUV, cho nên ở một số trường hợp cái đầu ra nước thải mà trong hàm lượng nước thải nó chứa nhiều đường và rượu thì hầu như cái thiết bị phân tích đó của con phổ này nó sẽ không có nhận diện được cái nồng độ chất hữu cơ, do đó thì sẽ dẫn đến sai lệch cái kết quả tính toán và sai lệch cái phép đo giá trị COD thu được. Ngoài ra thì đây là phương pháp quang học, cho nên là nó sẽ bị nhiễu bởi các thành phần cặn rắn, các thành phần hạt, các thành phần hữu cơ hạt hạt rắn và đồ đục. Thì cho nên là cái đầu dò này sẽ chỉ hấp thụ được những cái thành phần hữu cơ hòa tan mà thôi. Trong khi đó là các thành phần hữu cơ dạng rắn nó vẫn là chất hữu cơ thì sẽ không 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 bị phát hiện và không đóng góp vào trong cái kết quả phân tích của cái đầu dò này. Cho nên đây cũng là một cái điểm bất lợi dẫn đến sai lệch cái kết quả phân tích chất hữu cơ. Và hệ số quy đổi cần phải hiểu được hiệu chỉnh liên tục bằng cách đo TOC đối chiếu phương pháp thí nghiệm. Mình sẽ không thể sử dụng chất chuẩn COD được, tại vì như vừa trình bày là cái thiết bị này nó không phát hiện tất cả các hợp chất hữu cơ, mà nó sẽ chỉ phát hiện một số những hợp chất hữu cơ dạng liên kết no giữa hai carbon thôi, cho nên là các thành phần chất hữu cơ ở bên trong nước thải sẽ hoàn toàn khác so với các thành phần hữu cơ ở bên trong chất chuẩn COD, cho nên là mặc dù có thể có cái giá trị COD bằng nhau nhưng độ hấp thụ quang phổ nó sẽ khác nhau, dẫn đến là khi mà tiến hành đo COD bằng các đầu dò đo độ hấp thụ quang phổ nó sẽ dẫn đến sai lệch kết quả, cho nên là mình không thể sử dụng trực tiếp những cái chất chuẩn COD để tiến hành hiệu chuẩn cái dòng điện cực này. Đây là một điểm bất lợi, do là đối với lại cái ứng dụng liên quan đến việc quan trắc chất hữu cơ từ độ liên tục, việc hiệu chuẩn bằng chất chuẩn nó sẽ giúp mình hiệu chuẩn nhanh chóng hơn, thay vì mình phải tiến hành lấy mẫu và tiến hành phân tích phòng thí nghiệm và sau đó mới quay ngược trở lại điều chỉnh cái tỷ lệ tương quan, thì việc việc đó sẽ mất nhiều thời gian hơn so với cho cái quy trình hiệu chuẩn định kỳ. Đấy là những cái điểm bất lợi. Thì mình sẽ đi làm rõ cái việc mà cái thiết bị phân tích độ hấp thụ quang phổ này không phân biệt được một số những thành phần chất hữu cơ. Thì đối với lại những cái dòng điện cực phân tích chỉ tiêu SAC, tức là độ hấp thụ quang phổ và quy đổi ra cái giá trị COD, thì đều cùng một cái nguyên lý là sử dụng T254. Thì T254 này sẽ chỉ bị hấp thụ bởi một số những thành phần chất hữu cơ mà trong thành phần carbon nó có liên kết không liên kết đôi, liên kết ba, ví dụ như là các thành phần về tannin, lanin, các thành phần về humic acid chẳng hạn.
thì nó mới hấp thụ tia UV và nó mới đóng góp vào cái kết quả của cái giá trị SAC thu được. Còn những hợp chất mà không hấp thụ tia UV thì điển hình sẽ có các thành phần liên quan đến các đường, ví dụ đường saccharo hoặc các dạng rượu như là ethanol, methanol hoặc ngay cả acetone. Đây là một cái hợp chất điển hình sử dụng cho việc pha chế chất chuẩn COD, thì cái thiết bị sử dụng cái đầu dò SIC sẽ không thể nhận biết được, sẽ không thể xác định được nồng độ chất hữu cơ. Ngược lại, khi mà sử dụng cái giá trị TOC hoặc COD thì nhờ vào cái quy trình oxy hóa hoàn toàn nên cái giá trị TOC nó sẽ có thể phát hiện được hoàn toàn tất cả những cái hợp chất hữu cơ liên quan no hoặc không no đều có thể bị oxy hóa và đều có thể đóng góp vào trong cái kết quả TOC. Vì vậy cho nên cái giá trị TOC hoặc COD nó sẽ COD trực tiếp nó sẽ có độ chính xác cao hơn so với lại cái giá trị SIC này. Về bản chất thì đầu dò này khi mà đo độ hấp thụ quang phổ thì nó sẽ chính xác, nhưng nếu muốn cái giá trị tính toán COD chính xác thì sẽ cần phải hiệu chỉnh cái tỷ lệ quy đổi định kỳ rất là thường xuyên. Thì đây là ví dụ điển hình một số những hợp chất hữu cơ mặc dù là cùng nồng độ, tức là cùng là 100 microgram trên lít TOC, nhưng khi mà tiến hành đo bằng đầu dò UV đo hấp thụ thì sẽ có một số những cái thành phần chất hữu cơ mà đo hấp thụ rất thấp. Ngoài ra thì có một số thành phần chất hữu cơ đo hấp thụ rất cao. Cho nên là đo hấp thụ quang phổ của mỗi hợp chất khác nhau nó cũng sẽ khác nhau. Cho nên là khi mà tiến hành quy đổi nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn về độ chính xác. Tương tự như vậy thì axit humic nó sẽ có cái độ hấp thụ quang phổ rất cao, nhưng ngược lại những cái thành phần chất hữu cơ khác mặc dù vẫn cùng cái giá trị TOC là 100 microgram trên lít nhưng hầu như không bị hấp thụ quang phổ. Cho nên là việc đo bằng cái thiết bị đo độ hấp thụ quang phổ này nó sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Vì vậy khi mà sử dụng cái giá trị COD cho mục đích quan trắc online, ngay cả sử dụng cái phương pháp COD trực tiếp, tức là dùng những cái dòng máy phân tích có quy trình oxy hóa bằng dichromate, thì mặc dù đây là phương pháp phân tích phòng thí nghiệm tiêu chuẩn, nhưng điểm bất lợi sẽ nằm ở chỗ là thời gian phân tích dài sẽ không phù hợp với lại cái việc phân tích online thường xuyên liên tục, và khi mà sử dụng hóa chất dichromate thì đây là hóa chất nguy hại. Thì khi mà mình tiến hành mình quan trắc chất hữu cơ và trong cái quá trình vận hành mình lại phát thải chất thải nguy hại thì đây cũng là một cái điểm bất cập. Nếu như mà sử dụng cái dạng phân tích gián tiếp thông qua những cái đầu dò SAC thì điểm lợi chỉ nằm ở chỗ là nó sẽ không sử dụng hóa chất và có thời gian phân tích ngắn, nhưng bù lại thì nó sẽ không có phát hiện được một số những dạng chất hữu cơ như đường, rượu và nó bị ảnh hưởng nhiều bởi các dạng hạt và các dạng cặn rắn. Ngoài ra thì trong cái quá trình vận hành mình sẽ cần thiết phải hiệu chỉnh điều chỉnh định kỳ rất là thường xuyên cái tỷ lệ quy đổi giữa SAC sang COD, và mình sẽ phải hiệu chỉnh định kỳ rất là thường xuyên thì mới có thể đảm bảo được cái độ chính xác giá trị COD thu được là ổn định. Ngoài ra thì không thể hiệu chỉnh trực tiếp bằng chất chuẩn COD được mà phải tiến hành lấy mẫu và tiến hành phân tích bằng phương pháp phòng thí nghiệm. Thì đây là một số những điểm bất cập khi mà sử dụng những cái dạng đầu dò này. Thế thì đâu là giải pháp cho cái việc phân tích chất hữu cơ online tự động liên tục? Thì giải pháp đề xuất sẽ chính là sử dụng cái thông số TOC, tức là thông số tổng carbon hữu cơ. Thông số tổng carbon hữu cơ này nó sẽ là xin phép đi qua về phần khái niệm về tổng carbon hữu cơ. Thì đây là tổng carbon hữu cơ là cũng là phương pháp định lượng chất hữu cơ có thể oxy hóa hoàn toàn các hợp chất hữu cơ hòa tan và không hòa tan luôn, và sau đó nó sẽ đo cái lượng CO2 thu được và nó sẽ tính toán quy đổi về tính toán kết quả theo carbon. Và cái phương pháp này đã được quốc tế công nhận, đã được các tổ chức quốc tế uy tín như là EPA hoặc ISO công nhận về phương pháp phân tích TOC. Thì phương pháp phân tích TOC nó sẽ luôn luôn bao gồm 4 bước, ngay cả cái nguyên lý phân tích trong phòng thí nghiệm và phương pháp phân tích trên trên hiện trường online, thì sẽ đảm bảo luôn luôn bao gồm 4 bước là sẽ tiến hành lấy mẫu, sau đó tiến hành loại bỏ TIC tức là tổng carbon vô cơ, và sau đó sẽ tiến hành oxy hóa. Đối với lại quy trình oxy hóa thì hiện tại là có các quy trình oxy hóa truyền thống là sử dụng UV phân pháp hoặc là sử dụng nhiệt pH, sử dụng một cái quy trình oxy hóa riêng độc quyền là quy trình oxy hóa TESA. Sau khi oxy hóa thì hoàn toàn tất cả các hợp chất hữu cơ sẽ chuyển hóa thành CO2 và sau đó thiết bị sẽ sử dụng các dạng đầu dò để phân tích cái giá trị lượng khí CO2 thu được và sau đó sẽ tính toán
ra giá trị tổng carbon theo theo carbon. Thì điểm điểm tương đồng giữa cái chỉ tiêu TC so với chỉ tiêu COD trực tiếp là nó sẽ oxy hóa hoàn toàn các chất phải chất hữu cơ, cho nên là mình có thể đo trực tiếp giá trị TOC hoặc mình có thể tính toán tương quan giá trị COD cũng được. Thì cái tỷ lệ tương quan TOC sang COD nó sẽ có cái độ chính xác cao hơn so với giá trị SAC sang COD nhờ vào cái sự tương đồng giữa cái việc oxy hóa hoàn toàn chất hữu cơ. Một số những cái quy chuẩn hướng dẫn liên quan đến cái chỉ tiêu TOC này thì mình có thể bắt gặp trong cái quy chuẩn gần đây nhất là QCVN08 vừa được ban hành đầu năm 2023 liên quan đến các chỉ tiêu quan trắc nước mặt, thì đã có cái giá trị TOC trong cái bên cạnh giá trị COD và TOC nhằm mục đích sử dụng cho việc phân loại chất lượng nước. Thì trong cái thông tư trong cái quy trình QCVN này cũng có nhấn mạnh rằng đối với các khu vực nước mặt mà bị nhiễm mặn, tức là trong thành phần nước có chứa nhiều nồng độ clo clorua, thì việc phân loại chất lượng nước sẽ phải sử dụng cái thông số TOC thay cho cái thông số COD. Thì đương nhiên nó cũng liên quan đến cái nguyên lý phân tích thôi. COD sẽ khó có thể phân tích được cho độ chính xác cao khi mà áp dụng ở những cái nguồn nước bị nhiễm mặn, đặc biệt là nước nhiễm mặn hoặc nước biển, thì mình bắt buộc mình phải sử dụng cái giá trị TOC. Thông tư 10 năm 2021 cũng đã đề cập đến cái giá trị TOC như một cái giải pháp bên cạnh cái giá trị COD cho cả nước mặt và cả nước thải. Thế thì các tính chất nào của giá trị TOC giúp cho cái thông số này phù hợp hơn cho cái việc phân tích online? Thì giá trị TOC hiện tại các thiết bị phân tích TOC nó cho thời gian phân tích ngắn hơn so với lại giá trị COD từ 7,5 phút. Thì mặc dù nó sẽ dài hơn so với lại các đầu dò phân tích LAC, nhưng đối với lại cái thời gian 7,5 phút vẫn là một cái thời gian phù hợp cho cái nhu cầu quan trắc nước thải tự động liên tục online, và độ chính xác 3% nó sẽ cao hơn nhiều so với việc sử dụng những cái dạng đầu dò phân tích SAC bằng độ hấp dụ quang phổ. Một số những cái tính chất khác là nó sẽ phân tích trực tiếp cái hàm lượng tổng carbon hữu cơ, có thời gian phân tích ngắn, độ chính xác cao, oxy hóa được hoàn toàn các hợp chất hữu cơ dựa trên những cái nguyên lý oxy hóa sử dụng, không sử dụng hóa chất độc hại, thiết bị từ H cung cấp sử dụng nguyên lý oxy hóa T sao, nguyên lý oxy hóa nâng cao hai giai đoạn, sử dụng axit và bazơ là chủ yếu. Thì đây là hai loại hóa chất không phải là hóa chất nguy hại, cho nên có thể được sử dụng cho nhu cầu vận hành. Và thiết bị này không bị nhiễu bởi những cái thành phần khác trong nước. Do là về nguyên lý phân tích thì thiết bị sẽ tiến hành oxy hóa hoàn toàn các chất hữu cơ và chuyển đổi hoàn toàn các chất hữu cơ này thành dạng khí CO2, và mình sẽ tiến hành mình phân tích định lượng khí CO2 ở pha khí. Cho nên là các thành phần khác ở trong nước như là độ mặn, như là các thành phần về độ đục, cặn rắn thì sẽ không bị ảnh hưởng trong cái bước tiến hành phân tích, do là mình phân tích ở cái pha khí chứ không phân tích ở cái pha lỏng, cho nên là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngoài ra thì các thiết bị này nó có thể hiệu chuẩn trực tiếp bằng chất chuẩn TOC, cho nên là cái việc hiệu chuẩn định kỳ nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nên nó sẽ phù hợp hơn nhiều cho nhu cầu phân tích chất hữu cơ tự động liên tục. Thì ba cái lý do chính để sử dụng cái giá trị TOC thay thế cho COD cho nhu cầu phân tích online tự động liên tục là độ chính xác cao, thời gian phân tích ngắn và không phát thải các chất thải nguy hại. Thế thì mặc dù là có những cái lợi ích nhiều như thế, nhưng tại sao cái thông số TOC này chưa được sử dụng rộng rãi mà hiện tại vẫn đang sử dụng những cái thông số COD? Vì thực tế là COD là một cái thông số sử dụng tiêu chuẩn cho phân tích phòng phòng lab, cho nên phòng phòng thí nghiệm, cho nên là mình bê luôn cái giá trị COD này cho việc phân tích online, thì khi đó nó sẽ dẫn đến một số những cái bất cập như vừa trình bày liên quan đến là độ sinh thời gian phân tích dài và sử dụng những cái chất thải nguy hại. Tại vì nếu như mà sử dụng cho phòng lab thì cái chu kỳ phân tích nó ngắn hơn nhiều, một ngày mình sẽ chỉ có thể phân tích vài lần, nhưng mà nếu như mà áp dụng hoàn toàn cái giá trị phân tích COD cho online thì cái việc phát thải chất thải nguy hại nó sẽ rất lớn. Nhưng mà tại sao giá trị TOC tổng carbon hữu cơ vẫn chưa phổ biến, thì nó sẽ có một số những cái lý do sau. Có một số những cái thách thức liên quan đến cái việc phân tích TOC online. Những thách thức đó bao gồm là tỷ lệ thu hồi giá trị TOC thấp nếu như mà sử dụng những cái nguyên lý oxy hóa
có khả năng oxy hóa yếu chẳng hạn. Ví dụ như điển hình là cái nguyên lý oxy hóa bằng UV passion pháp, nó có khả năng oxy hóa rất thấp, có thể dẫn đến tắc nghẽn đường ống hoặc là buồng phản ứng liên quan đến cái việc ứng dụng cho việc phân tích nước thải, vì hầu như nước thải nó sẽ còn chứa nhiều những cái loại cặn rắn. Thì đối với những cái máy phân tích online, nó có thể gây tắc nghẽn đường ống, do là máy online nó sẽ hoàn toàn tự động, cho nên là nó có thể tắc nghẽn đường ống và dẫn đến cái việc bảo trì định kỳ rất là vất vả. Một số những cái nguyên lý phân tích TOC, ví dụ như là nguyên lý oxy hóa bằng UV passion pháp hoặc nguyên lý oxy hóa bằng nhiệt, thì bản chất của cái nguyên lý oxy hóa thì sẽ cần phải tiến hành lọc mẫu trước khi tiến hành oxy hóa, thì để mình sẽ thảo luận chi tiết về điểm này. Nhưng mà về bản chất, khi mà sử dụng những cái nguyên lý oxy hóa như UV passion pháp hoặc nhiệt thì sẽ cần phải tiến hành lọc mẫu trước khi phân tích. Thì khi lọc mẫu thì có thể một số những thành phần chất hữu cơ ở dạng cặn rắn sẽ bị loại bỏ ra khỏi mẫu, dẫn đến là mẫu nó không còn mang tính đại diện và không phản ánh đúng cái giá trị TOC. Có thể gây một số những cái nguyên lý oxy hóa có thể bị nhiễu bởi hàm lượng muối và độ mặn cao bên trong mẫu, và có thể sẽ cần phải yêu cầu vệ sinh bảo trì thường xuyên và hiệu chuẩn thường xuyên đó. Vì vậy cho nên là những rào cản này khiến cho các công nghệ oxy hóa, công nghệ phân tích TOC online hiện tại đang sử dụng với nguyên lý oxy hóa bằng nhiệt và UV passion pháp gặp một số bất lợi, dẫn đến việc áp dụng cho nhu cầu phân tích online nó bất lợi và hạn chế. Thì để giải quyết cái trường hợp này thì H không sử dụng hai nguyên lý oxy hóa là nhiệt và UV passion pháp cho mục đích phân tích TOC online, mà H sử dụng nguyên lý oxy hóa bằng dựa bằng nguyên lý độc quyền từ H, là nguyên lý H-bioreactor TSAO, nguyên lý TESA, nguyên lý oxy hóa nâng cao 2 giai đoạn. Thì nguyên lý oxy hóa này nó có những cái đặc điểm gì và vì sao nó có thể giải quyết những vấn đề này? Mình sẽ cùng đi vào cái chi tiết về cái nguyên lý oxy hóa này. Thì phương pháp oxy hóa chất hữu cơ hiện tại trên thị trường sẽ có 3 nguyên lý oxy hóa chính. Nguyên lý oxy hóa truyền thống mình sẽ có là UV passion pháp, đây là nguyên lý oxy hóa sử dụng UV kết hợp với passion pháp. Thì nguyên lý oxy hóa này nó có khả năng oxy hóa thấp, thường được sử dụng cho những cái dạng mẫu nước thải, nước sạch là chủ yếu. Ngoài ra thì sẽ có nguyên lý oxy hóa bằng nhiệt với khả năng oxy hóa cao, có thể kết hợp hoặc không kết hợp với lại chất xúc tác. Và nguyên lý oxy hóa độc quyền từ H là nguyên lý TESA. Thì nguyên lý này là do H nắm giữ bản quyền, cho nên là chỉ những thiết bị phân tích TOC online của H mới có khả năng sử dụng cái nguyên lý oxy hóa này. Đây là ba nguyên lý oxy hóa chính hiện tại có mặt ở trên thị trường. Thì cùng so sánh chi tiết về đặc điểm khác nhau, giống và khác nhau của cái nguyên lý oxy hóa này, thì mình sẽ thấy là nguyên lý oxy hóa passion pháp và nhiệt sẽ sử dụng tác nhân oxy hóa chính là passion pháp và nhiệt luôn. Còn nguyên lý oxy hóa của H sẽ sử dụng gốc hydroxin, tức là gốc OH tự do. Gốc oxy hóa này được tạo ra bởi sự kết hợp của khí ozon và bazơ. Về tính chất oxy hóa thì như vừa trình bày, thì UV passion pháp nó sẽ có khả năng oxy hóa thấp, cho nên là phù hợp hơn đối với lại nước nước sạch là chủ yếu. Nước thải thì hầu như sẽ không sử dụng các nguyên lý oxy hóa này. Nguyên lý số bằng nhiệt thì nó sẽ có khả năng oxy hóa mạnh, nhưng để có được khả năng oxy hóa mạnh này thì sẽ cần thiết phải gia nhiệt lên đến 1200 độ C. Thì cái việc gia nhiệt này nó sẽ dẫn đến rất nhiều những cái bất lợi liên quan đến việc bảo trì và vận hành. H thì sẽ sử dụng cái nguyên lý oxy hóa TESA. Thì nguyên lý oxy hóa TESA sử dụng cái gốc oxy hóa này, gốc hydroxin, nó sẽ có khả năng oxy hóa mạnh ở nhiệt độ thường, cho nên là việc cung cấp được một khả năng oxy hóa ở nhiệt độ thường giúp cho khả năng oxy hóa cao và cái nhu cầu và cái việc vận hành của thiết bị nó dẫn đến việc vận hành nó sẽ ổn định hơn, khác với lại nguyên lý oxy hóa bằng nhiệt. Ảnh hưởng về nồng độ muối thì hầu như là UV passion pháp nó sẽ bị ức chế bởi nồng độ muối cao. Còn nguyên lý oxy hóa bằng nhiệt thì nó có thể có khả năng oxy hóa cao và chuyển hóa hoàn toàn muối thành pha hơi, nhưng các loại muối hơi này nó có thể tích tụ ở trên những cái thành các thiết bị và những cái bản mặt, những cái thành phần của thiết bị, và cũng dẫn đến cái việc bảo trì rất là thường xuyên. Còn nguyên lý oxy hóa của H-bioreactor thì không bị ảnh hưởng bởi nồng độ muối,
lên đến 30%, do là sử dụng gốc oxy hóa hydroxin là gốc oxy hóa mạnh, ngoài ra là sử dụng axit và bazơ, thì chính axit và bazơ này cũng là cái dung môi để lưu trữ cái hàm lượng muối này, cho nên là khi mà vận hành thì muối nó vẫn tồn tại ở trong cái thành phần dung dịch, cho nên là hầu như không bị ảnh hưởng bởi cái quy trình đo và sẽ được loại bỏ hoàn toàn ra khỏi cái buồng phản ứng trong cái quá trình vệ sinh buồng phản ứng. Thể tích xử lý mẫu thì nguyên lý UV và nhiệt nó chỉ có thể xử lý được những cái lượng mẫu nhỏ mà thôi. Do là nguyên lý UV nó có khả năng oxy hóa thấp nên sẽ chỉ xử lý được những cái lượng mẫu nhỏ. Còn nguyên lý oxy bằng nhiệt, do là đẩy lượng nhiệt lên rất cao, lên đến 1200 độ C, cho nên là cái áp suất ở bên trong buồng phân tích nó cũng rất cao, cho nên là cũng sẽ chỉ có thể xử lý được cái lượng mẫu nhỏ. Nếu mà xử lý được lượng mẫu lớn thì áp suất nó sẽ rất cao, nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái quy trình xử lý. Còn nguyên lý oxy hóa của H có thể xử lý được lượng mẫu rất lớn, lên đến 10 ml, cho nên là mẫu nó sẽ mang tính đại diện hơn. Và ống nhờ vào các khả năng xử lý lượng mẫu nhiều, cho nên là H có thể sử dụng những cái ống lấy mẫu lớn, nhờ đó tránh được cái tình trạng là tắc nghẽn những cái đường ống lấy mẫu. Vì là hai nguyên lý sử dụng UV passport và nhiệt chỉ có thể xử lý được những lượng mẫu nhỏ, cho nên đi kèm với lại cái công nghệ này, cái ống mẫu nó cũng sẽ phải thiết kế nhỏ theo, do là vì ống mẫu nhỏ như vậy thì cái việc lấy cái lượng mẫu nhỏ, thể tích mẫu nhỏ nó mới chính xác. Nếu mà lấy được mẫu lấy ống mẫu lớn thì cái thể tích lấy mẫu nó sẽ không còn chính xác nữa. Và hai cái nguyên lý này, UV passport và nhiệt, nó cũng sẽ cần phải tiến hành lọc mẫu, do là nếu như mà không lọc thì có thể bám những cái cặn rắn ở bên trong cái buồng phân tích và dẫn đến sẽ cần phải bảo trì và vệ sinh rất là thường xuyên. Còn thiết bị của H thì sẽ không cần lọc mẫu, tức là mình sẽ có thể lấy mẫu trực tiếp, dẫn mẫu vào trong cái buồng phân tích và tiến hành phân tích luôn, nên mẫu có tính đại diện hơn và tránh sai lệch cái kết quả phân tích TOC hơn. Thiết bị phân tích TOC bằng nguyên lý của bao tester thì sẽ có thể xử lý được những cái lượng cặn rắn và dầu mỡ. Có khả năng tự động vệ sinh bằng axit và bazơ, chính là những cái hóa chất sử dụng cho cái việc phân tích TOC luôn. Và nhu cầu bảo trì thấp mỗi số tháng, thì cái nhu cầu bảo trì này đã được chứng nhận bởi tổ chức EMSEC. Còn đối với là những cái thiết bị phân tích sử dụng nguyên lý bằng nhiệt và Passion Pháp thì sẽ cần phải bảo trì rất là thường xuyên. Sử dụng UV thì sẽ cần phải thay đèn UV, còn sử dụng nhiệt thì sẽ cần phải thay buồng đốt hoặc là chất xúc tác. Về yêu cầu hủy chuẩn thì thiết bị bao tester chỉ cần yêu cầu hủy chuẩn mỗi 6 tháng. Đương nhiên là tùy thuộc vào cái nhu cầu của người vận hành, có thể hủy chuẩn thường xuyên, nhưng hãng khuyến cáo sẽ chỉ cần phải hủy chuẩn 6 tháng mà thôi. Còn các công nghệ còn lại thì sẽ cần hủy chuẩn rất là thường xuyên. Và hóa chất sử dụng là axit và bazơ. Thực tế là các thiết bị sử dụng nguyên lý oxy hóa bằng UV passion phát và nhiệt vẫn cần thiết phải sử dụng hóa chất là axit cho cái quy trình khử TIC. Đó là những cái thông số, những cái so sánh giữa ba cái nguyên lý oxy hóa. Thế thì cái nguyên lý oxy hóa của bao tester sử dụng hydroxin, thì gốc hydroxin này nó có khả năng oxy hóa mạnh như thế nào? Đây là một cái bảng thống kê về cái khả năng xếp loại khả năng oxy hóa của các tác nhân oxy hóa là hydroxin. Thì mọi người có thể thấy được là các tác nhân oxy hóa này nó có khả năng oxy hóa mạnh hơn hầu hết những cái tác nhân oxy hóa khác, nó chỉ thua mỗi fluorine thôi, còn nó mạnh hơn cả persulfat, mạnh hơn cả permanganate và dichromate. Thì mình thấy là permanganate và dichromate này chính là hai cái tác nhân sử dụng cho việc oxy hóa COD trong phòng thí nghiệm. Mình thấy là cái tác nhân oxy hóa sử dụng trên cái dòng máy bao tử nó có khả năng oxy hóa rất rất mạnh, cho nên là có thể đảm bảo được cái độ chính xác của cái phép phân tích TOC và ở nhiệt độ thường, cho nên là cũng đảm bảo được cái việc vận hành ổn định hơn luôn. Đây là ảnh minh họa về đường ống lấy mẫu, thì mọi người có thể thấy được là thiết bị của bao tester sử dụng đường ống lấy mẫu rất lớn so với lại những cái đường ống lấy mẫu của những cái thiết bị sử dụng cái công nghệ oxy hóa bằng nhiệt và UV passion pháp, thì sẽ giảm thiểu được cái khả năng tắc nghẽn đường ống liên quan đến cái việc bảo trì trong lúc vận hành. Về hiệu chuẩn định kỳ, hiệu chuẩn tự động thì các thiết bị sử dụng phân tích chỉ tiêu TOC có thể sử dụng luôn cái chất chuẩn TOC để tiến hành hiệu chuẩn, do là về bản chất thiết bị này
phân tích trực tiếp chỉ tiêu TOC nên có thể sử dụng luôn cái chất chuẩn TOC để tiến hành hiệu chuẩn. Mình chỉ việc lấy chất chuẩn cho vào trong cái gần vào cái vị trí thiết bị. Thì đối với lại dòng máy biodetector H đã thiết kế sẵn cái cổng hiệu chuẩn và sử dụng riêng cho cái việc hiệu chuẩn định kỳ. Thì chỉ việc dẫn mẫu vào trong cái ổng cổng hiệu chuẩn thì máy sẽ có thể tiến hành tự động khuất mẫu và hiệu chuẩn. Cái cổng hiệu chuẩn này cũng được sử dụng để cho mục đích phân tích thủ công, tức là mình có thể phân tích online liên tục, ngoài ra mình có thể tiến hành lấy mẫu ở nhiều vị trí khác nhau và tiến hành phân tích thủ công ở trên trên thiết bị. Thì ngoài ra là đối với lại chỉ tiêu TOC, ngoài cái việc hiệu chuẩn tự động trực tiếp bằng dung dịch chuẩn TOC thì mình vẫn có thể sử dụng các phương pháp phân tích TOC trong phòng thí nghiệm để tiến hành kiểm định lại cái phương pháp và cái phép đo TOC online bằng các giải pháp khác nhau phòng thí nghiệm từ H. Ví dụ như là mình có thể sử dụng cái phương pháp quang phổ trong phòng thí nghiệm để phân tích chỉ tiêu TOC. Nó sẽ có là máy quang phổ kết hợp với lại máy pha mẫu và các dạng hóa chất. Ngoài ra thì đối với nhu cầu phân tích TOC liên tục và nhu cầu phân tích số lượng lớn, nhiều mẫu TOC khác nhau thì sẽ có những cái dòng máy H cung cấp những cái dòng máy phân tích TOC liên tục nhiều mẫu kết hợp với lại những cái máy lấy mẫu tự động, ví dụ như là dòng QPD 1200 Plus sử dụng để phân tích chỉ tiêu TOC cho những ứng dụng nước sạch, từ nước sạch đến nước siêu sạch với cái giải đo từ 0 đến 100 mg trên lít. Ngoài ra thì đối với lại ứng dụng nước thải thì sẽ có dòng QB 1680 là dòng chuyên cho việc phân tích TOC cho nước thải. Vì thế hiện tại đối với lại chỉ tiêu TOC mình vẫn có thể sử dụng các phương pháp tiêu chuẩn phòng thí nghiệm để tiến hành kiểm định kết quả phân tích online tương tự như cái phép đo COD. Tiếp theo về về cái vấn đề liên quan đến việc phân tích chỉ tiêu TOC trong cái mẫu nước muối thì thiết bị tế bào tác tay của H cũng đã được kiểm nghiệm bằng cách phân tích những cái mẫu TOC trong nồng độ nước muối khác nhau từ 0% lên đến 20% nồng độ muối, thì có thể nhận thấy được là cái giá trị TOC thu được nó vẫn nằm trong cái giới hạn độ thu hồi TOC trong khoảng 3%, tức là độ lệch kết quả phân tích nó vẫn là 3%, tức là có thể chứng nhận được rằng cái phép đo TOC đối với lại những cái mẫu nước bị nhiễm mặn nước biển, kể cả những cái mẫu nước có nồng độ mặn rất cao thì vẫn có thể sử dụng cái thiết bị này để phân tích chỉ tiêu TOC. Thì ở đây điển hình là mình có thể thấy được là giá trị nồng độ muối lên đến 20% thì cái kết quả thu hồi nó vẫn nằm trong cái ngưỡng 3% cho phép. Nồng độ muối 20% này thì có thể bắt gặp ở một số ứng dụng liên quan đến các ngành công nghiệp thực phẩm hoặc là các ngành công nghiệp sản xuất hóa chất thì sẽ có thể có những cái thành phần nước thải với nồng độ muối cao như thế. Từ vì thực tế nước ngay cả nước biển cũng chỉ có nồng độ muối lên 3 đến 3,5% mà thôi. Một số những cái chứng chỉ có thể cung cấp đã được chứng nhận cho các thiết bị phân tích biodetector này thì mình sẽ có thể thấy là có chứng chỉ EMSERT, chứng chỉ phù hợp với lại cái thị trường châu Âu là CE, chứng chỉ ATEX và một số những cái chứng chỉ về cái phép đo tiêu chuẩn. Thì điển hình là chứng chỉ EMSERT thì có thể thấy là chứng chỉ EMSERT chứng nhận cái thiết bị phân tích biodetector của H có thời gian uptime, thời gian vận hành liên tục lên đến trên 99%. Thì đây cũng có thể so sánh với lại cái yêu cầu từ cái thông tư 10 có quy định là khuyến khích sử dụng các thiết bị quan trắc đồng bộ và được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế như là USEPA, EMSA và TÜV. Thì thiết bị biodetector này có chứng nhận của tổ chức EMSA phù hợp với lại cái khuyến khích khuyến nghị từ thông tư 10 của Bộ Tài nguyên Môi trường. Tiếp theo về giải sản phẩm mà H có thể cung cấp để phân tích chỉ tiêu TOC cho nhu cầu quan trắc nước thải tự động liên tục này thì H sẽ có một số những giải sản phẩm tương ứng. Tùy theo giải đo thì mình sẽ có là vì đối với lại nhu cầu quan trắc nước thải tự động liên tục đầu ra với cái nồng độ COD là của B là 150 ppm COD thì giải đo TOC trong khoảng từ 10 đến 200 mg trên lít TOC là phù hợp thì mình sẽ có cái dòng máy phân tích là B 3500E với cái giải đo là từ 0 đến 200
50 ppm chỉ tích TLC. Thì các thiết bị phân tích ba vector TLC của H đều có thể phân tích TLC và quy đổi tương quan ra cái giá trị COD đều cùng một cái nguyên lý phân tích là sử dụng gốc oxy hóa hydroxyl. Đối với lại dòng B3500E thì nó sẽ có thời gian phân tích là tiêu chuẩn là 7,5 phút, đều có cái tính năng tự động làm sạch buồng mẫu và buồng phân tích và có xung một luồng mẫu là một. Đối với lại một số những cái ứng dụng những cái vị trí nước thải khắc nghiệt hơn, ví dụ như là có cái nồng độ muối cao thì có thể sử dụng cái dòng máy phân tích là dòng B7000Y với cái giải đo cao hơn và nó có khả năng phù hợp với lại nước có nồng độ mặn cao, ví dụ như là nước biển hoặc những cái nước 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 thải từ những cái nhà máy sử dụng các sản xuất thực phẩm hoặc sản xuất hóa chất chẳng hạn mà có cái nồng độ nước thải, nồng độ mặn trong nước thải rất lớn thì có thể sử dụng những cái dòng máy cao cấp hơn là dòng máy B 7000Y. Ngoài ra thì trong phân khúc ba vector có dòng máy B7000TNTP để phân tích đồng thời cả ba chỉ tiêu TOC, TN và TP trường hợp như những dự án liên quan cần cung cấp những cái thiết bị phân tích đồng thời cả ba chỉ tiêu TOC, TN và TP thì cũng có những dòng thiết bị tương ứng phù hợp. Đây là ví dụ điển hình về phương thức lắp đặt, thì mình có thể lắp đặt kết hợp thiết bị phân tích B3500E phân tích chỉ TOC kết hợp với lại những cái thiết bị phân tích Clojure và đồ đục chẳng hạn. Ngoài ra thì sẽ có những cái đầu dò khác đi kèm. Bên hình bên cạnh là thiết bị phân tích bao vector B7000Y cho những cái mục đích phân tích chỉ tiêu TOC ở những ứng dụng khắc nghiệt hơn, ví dụ như là những thành phần mà nó có độ mặn cao hoặc là có những cái thành phần nước thải có nồng độ lớn chẳng hạn, không không kể là nước thải ổ ra mà trong quy trình xử lý cần phân tích chất hữu cơ vẫn có thể sử dụng được những thiết bị phân tích TOC này. Một số dự án điển hình thì sẽ có là H hiện tại đã cung cấp cho một nhà máy bán dẫn để phân tích giá trị TOC TNTP cho vị trí quan trắc nước thải đầu ra. Thiết bị này nó có giải đo là 0 đến 250 ppm TOC. Nó có nhiều giải đo và giải đo cao cao nhất có thể lên đến 0 đến 20.000 ppm TOC và phân tích đồng thời cả ba chỉ tiêu TOC, TN và TP luôn cho cái nhu cầu quan trắc nước thải đầu ra. Ngoài ra thì liên hệ với lại cái ứng dụng về phân tích chỉ tiêu chất thải nước chất hữu cơ đầu ra thì Việt Nam hiện tại hầu như đều đang sử dụng cái giá trị COD và sử dụng cái đầu dò UVAX là điển hình, nhưng thực tế là một số nước khác điển hình là ở Thái Lan họ cũng có cùng một cái thông số, một cái quy định liên quan đến việc quan trắc nước thải đầu ra và hầu như cũng gần tương tự với lại cái QCVN 40 của Việt Nam và cũng phân tích cột A và cột B liên quan đến lại nước thải của các nhà máy công nghiệp và nước thải khi mà xả thải ra môi trường thì hầu như cái giá trị gần như tương đồng. Thì hiện tại ở Thái Lan họ cũng chỉ đang quy định giá trị BOD và COD, nhưng thực tế các thiết bị sử dụng cho nhu cầu phân tích chất hữu cơ này vẫn có thể offer những cái dòng máy phân tích TOC và quy đổi tương quan ra cái giá trị COD. Đến ví dụ điển hình một số hình ảnh minh họa mình sẽ có là các thiết bị phân tích TOC hiện tại đã được lắp đặt để phân tích giá trị TOC và quy đổi tương quan ra giá trị COD và được chấp nhận bởi những cái cơ quan liên quan đến việc kiểm soát xả thải. Đây là dòng B3000E trong cái phân tích TOC với cái giải đo từ 0 đến 250 ppm. Còn những cái dòng máy phân tích bao vector B7000 TN hoặc dòng máy phân tích TOC, TOC thông thường thì đều có thể áp dụng cho cái việc phân tích nước thải đầu ra. Thì về cơ bản để tổng kết, thực tế hiện tại đối với lại việc phân tích các dạng chất hữu cơ online đầu ra trong các trạm quan trắc thải liên tục đầu hầu hết đều đang sử dụng cái giá trị COD và sử dụng những cái dạng đầu dò đo nhanh bằng phương pháp gián tiếp đo chỉ tiêu SIC và quy đổi ra cái giá trị COD. Thì thực tế là cái phương pháp này nó vẫn có tính tương quan nhưng mình sẽ cần phải hiệu chuẩn hiệu chỉnh định kỳ rất là thường xuyên để đảm bảo được cái kết quả phân tích COD là chính xác. Ngoài ra thì do là không thể hiệu chuẩn trực tiếp bằng cái về chất chuẩn COD cho nên là việc hiệu chuẩn định kỳ ở những cái trạm quan trắc nó cũng sẽ gặp rất nhiều những cái bất lợi. Vì thế cho nên là cái giá trị TOC là giá trị có thể sử dụng để thay thế
cái phép đo COD bằng phương pháp gián tiếp hiện tại và giá trị TC, nếu mà được sử dụng thì nó sẽ là giá trị trực tiếp hơn và nó sẽ có độ chính xác cao hơn, phù hợp hơn với lại nhu cầu quan trắc nước thải tự động liên tục, do là mình sẽ cần có cái độ chính xác cao để đánh giá cái tác động ảnh hưởng đến việc xả thải đến môi trường. Ngoài ra thì việc sử dụng cái giá trị TC nó cũng giảm thiểu được cái việc sử dụng những cái hóa chất độc hại và thời gian phân tích ngắn, phù hợp với lại nhu cầu phân tích online liên tục. Đến đây là xin phép kết thúc phần trình bày liên quan đến cái chỉ tiêu TOC cho nhu cầu quan trắc nước thải tự động liên tục. Xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm lắng nghe.